Vì sao Israel và Palestine lại ghét nhau và thường xuyên xảy ra xung đột? Trước hết nói về yếu tố địa lý, vùng đất mà Israel và Palestine tuyên bố thuộc về mình thì cực kỳ nhạy cảm. Nó là một khu vực tranh chấp nằm ở một vị trí đặc biệt giữa châu Á, châu Phi và cũng rất gần với châu Âu. Đây chính là cửa ngõ để nối liền ba châu lục. Vùng đất này lại có Địa Trung Hải ở phía Tây, có sa mạc Jordan ở phía Đông. Cùng với đó là nhiều khu vực màu mỡ giúp phát triển nông nghiệp từ thời cổ đại. Điều này làm cho nó trở thành một vùng đất mà bất kỳ ai cũng muốn chiếm hữu. Và không phải đến bây giờ Israel, Palestine hay một số quốc gia xung quanh mới có xung đột, mà trước đây thì vùng đất này đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhiều dân tộc, nhiều đế chế, có nghĩa là phải đánh nhau thì mới có được vùng đất này, gồm có người Ai Cập cổ đại, Israel cổ đại, Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, Macedonia, người La Mã, các đế quốc Ả Rập, rồi đến người Mông Cổ, Ottoman, người Anh, và bây giờ tâm điểm chính là Israel và Palestine. Ranh giới trong khu vực trải qua rất nhiều biến đổi trong lịch sử. Ngày nay, có những khu vực mà Israel và Palestine đều tuyên bố chủ quyền. Lịch sử của khu vực này là lịch sử của hàng ngàn năm văn minh và cũng là lịch sử của hàng ngàn năm tôn giáo. Tôn giáo luôn là một yếu tố dễ gây ra những cuộc xung đột. Đây là quê hương của ba tôn giáo lớn gồm có Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Trước đây, khu vực ngày nay là Israel và Palestine, người ta vẫn sống với nhau một cách tương đối ôn hòa, chỉ là tương đối ôn hòa mà thôi. Nhưng vào cuối thế kỷ 19, người Do Thái đã bắt đầu một phong trào gọi là chủ nghĩa Zion, với mong muốn quay trở lại và tái lập một quốc gia tại miền đất hứa, chính là Israel và Palestine bây giờ. Cái tên Zion bắt nguồn từ núi Zion, một ngọn núi nằm gần với Jerusalem, tượng trưng cho quê hương của người Do Thái trong việc truyền bá tôn giáo. Điều này thì xảy ra trong bối cảnh nhiều người Do Thái bị đàn áp tại châu Âu và họ không có đất nước của mình. Cùng thời gian đó, khu vực này thì nằm dưới sự kiểm soát của đế quốc Ottoman và sau đó là người Anh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì người Anh đã chuyển giao quyền kiểm soát khu vực này cho Liên Hiệp Quốc. Và Liên Hiệp Quốc thì làm một động tác vào năm 1947, đó là đề xuất chia Palestine thành hai quốc gia, một cho người Do Thái và một cho người Ả Rập. Tất nhiên với đề xuất này thì người Do Thái lập tức chấp nhận, bởi vì họ đang không có đất và đang không có nước, bây giờ rất cần đất, rất cần nước để thiết lập một tổ quốc của mình. Còn người Ả Rập thì từ chối, bởi vì tại sao họ lại phải chia đất của mình cơ chứ? Bất chấp những điều đó, năm 1948, Israel đã tuyên bố độc lập, dẫn đến cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Israel và các nước Ả Rập lân cận. Người Ả Rập không chấp nhận sự tồn tại của một nhà nước Do Thái. Còn người Palestine thì không có được quốc gia của mình như mong đợi và hàng trăm ngàn người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa, trở thành những người tị nạn, bắt đầu một cuộc di cư mà họ gọi là Nakba, trong tiếng Ả Rập còn gọi là thảm họa. Cho đến thời điểm hiện tại, Israel là một quốc gia giàu mạnh, còn Palestine là một quốc gia không được công nhận đầy đủ bởi các nước trên thế giới. Nói cách khác, Palestine là một đất nước mà họ hoàn toàn không có những vùng lãnh thổ chính thức thuộc về mình. Để mình hiểu rõ hơn về xung đột giữa Israel và Palestine thì chúng ta đến với một ví dụ rất chi tiết, rất cụ thể và rất dễ hiểu, đó là Jerusalem, trái tim của các cuộc tranh chấp. Thành phố Jerusalem có diện tích chỉ khoảng 125 km2 mà thôi, tương đối nhỏ so với những thành phố khác ở trên thế giới và tương đối nhỏ so với danh tiếng của nó. Về dân số, Jerusalem có khoảng gần 1 triệu người sinh sống. Thành phố này cũng có một sự đa dạng lớn về mặt dân cư, với khoảng 60% là người Do Thái, 38% là người Ả Rập, phần lớn là những người theo đạo Hồi, và phần còn lại một số nhỏ hơn là những người Kitô giáo. Jerusalem lại được chia thành hai phần, Đông và Tây. Tây Jerusalem là khu vực mà người Do Thái sinh sống chủ yếu, còn Đông Jerusalem thì đa phần là người Ả Rập. Bản thân cái tên Jerusalem cũng có một ý nghĩa rất hay, nó bắt nguồn từ tiếng Do Thái cổ, trong đó có đuôi là Salem. Salem có nghĩa là hòa bình, vậy nên có thể tạm hiểu tên của thành phố này là thành phố của hòa bình. Nhưng thành phố này hòa bình chỉ trong tên gọi của nó mà thôi. Chứ thực tế thì Jerusalem đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, không biết bao nhiêu cuộc tranh chấp, không biết bao nhiêu xung đột ở trong lịch sử. Và hòa bình chỉ là điều mong muốn ở trong tương lai, nhưng có lẽ tương lai này không biết bao giờ mới có được. Người Ả Rập thì không gọi thành phố này là Jerusalem, mà gọi thành phố này theo một tên Ả Rập, dịch ra có nghĩa là thành phố thiêng liêng. Phía bên trong Jerusalem có một trung tâm của nó gọi là thành cổ. Thành cổ này chỉ rộng khoảng 1 km², nhưng bên trong thành cổ lại chứa đựng biết bao nhiêu điều thú vị. Nó được chia thành hẳn 4 khu vực chính.
Và bốn khu vực này thì cũng đã cho thấy một xung đột nhỏ trong diện tích chỉ 1 km vuông. Đó là khu vực Do Thái là 1, khu vực Hồi giáo là 2, khu vực Kitô giáo là 3 và khu vực Armenia là 4. Jerusalem thì có lịch sử dài đến hơn 3.000 năm, từng là thủ đô của vương quốc Do Thái cổ đại và trải qua đủ mọi chế độ thống trị, như đã nói, với cả vùng đất mà bây giờ là Israel và Palestine. Đó là từ đế quốc La Mã cho đến Ottoman, rồi thời kỳ bị Anh cai quản sau Thế chiến thứ nhất. Thành phố này vì thế có đủ mọi chủng tộc và tôn giáo sinh sống cùng nhau. Khi Israel tuyên bố độc lập, thì cuộc chiến tại Jerusalem càng trở nên căng thẳng hơn. Đó là cuộc chiến giữa người Do Thái và người Ả Rập, và Jerusalem lại bị chia làm hai. Tây Jerusalem do Israel kiểm soát, Đông Jerusalem nơi có thành cổ với những địa điểm linh thiêng do Jordan, một quốc gia Ả Rập theo đạo Hồi nắm giữ. Rồi đến năm 1967, Israel đã chiếm lại Đông Jerusalem từ Jordan trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng 6 ngày và từ đó tuyên bố Jerusalem là thủ đô của họ. Tuy nhiên, phần lớn quốc tế không công nhận điều này, coi Đông Jerusalem là vùng đất bị chiếm đóng. Mỗi tôn giáo ở đây thì lại đều coi Jerusalem có những sự linh thiêng riêng. Với người Do Thái, Jerusalem là nơi linh thiêng nhất vì đây từng là chỗ đặt đền thờ Solomon, là trung tâm của đức tin Do Thái. Ngày nay, bức tường than khóc, phần còn lại của đền thờ thứ hai trở thành nơi cầu nguyện thiêng liêng nhất của người Do Thái. Với người Kitô giáo, đây là nơi Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh và phục sinh. Nhà thờ mộ thánh được xây dựng tại nơi được cho là Chúa đã chịu nạn và được chôn cất, là điểm đến của hàng triệu tín đồ mỗi năm. Còn với người Hồi giáo, Jerusalem là thành phố thiêng liêng thứ ba của đạo Hồi, sau Mecca, thành phố thiêng liêng nhất, và Medina, những thành phố nằm tại Ả Rập Xê Út. Ở Jerusalem có núi đền, đây là nơi mà nhà tiên tri Muhammad đã có chuyến hành trình về trời, nên với người Hồi giáo, đây cũng là một biểu tượng không thể thiếu. Và đây chính là nơi lý tưởng để cả người Hồi giáo và người Do Thái coi là thủ đô của mình. Israel đã tuyên bố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của họ, không thể chia cắt và đã rời chính phủ đến đây. Nhưng Palestine, một quốc gia Hồi giáo, cũng muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô trong tương lai của họ. Vì thế, việc kiểm soát thành phố này trở thành một cuộc chiến tranh kéo dài không hồi kết giữa hai bên, khiến mọi đàm phán hòa bình đều bế tắc. Việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội từ phía Palestine và các nước Ả Rập khác. Điều này lại càng làm tăng thêm căng thẳng ở trong khu vực, khiến những cuộc xung đột không ngừng nổ ra. Chịu thiệt thòi nhất chính là những người đang sinh sống tại Jerusalem. Cuộc sống rất vất vả. Thành phố luôn bị chia rẽ giữa các khu vực Do Thái và Ả Rập, và những điểm kiểm soát an ninh xuất hiện khắp nơi. Người Ả Rập ở Đông Jerusalem gặp khó khăn trong việc nhận những điều cơ bản nhất trong cuộc sống như là giáo dục, y tế và hạ tầng, trong khi người Do Thái ở Tây Jerusalem được hưởng một cuộc sống khá đầy đủ và ổn định hơn. Giờ hãy thử làm vài phép so sánh giữa Israel và Palestine. Đầu tiên là về mặt diện tích. Hiện tại Palestine bao gồm có hai vùng chính là bờ Tây và dải Gaza. Bờ Tây có diện tích khoảng 5.655 km2, dải Gaza thì nhỏ hơn, diện tích khoảng 365 km2 và tổng diện tích của Palestine khoảng 6.020 km2. Đây là một diện tích khá khiêm tốn, chỉ tương đương với tỉnh Quảng Ninh của nước ta. Trong khi đó, Israel có diện tích là hơn 22.000 km2, không bao gồm các vùng lãnh thổ tranh chấp. Nếu mà tính thêm cả Đông Jerusalem và cao nguyên Golan mà Israel đã sáp nhập, diện tích sẽ lên đến khoảng 27.000 km2. Vậy là Israel rộng gấp khoảng 4 lần rưỡi so với Palestine. Về mặt dân số, Palestine ở khu vực bờ Tây có dân số khoảng 3 triệu người. Dải Gaza có dân số khoảng 2,3 triệu người. Dải Gaza có mật độ dân số rất cao, hơn 6.000 người trên mỗi km2. Đây là một trong những khu vực đông đúc nhất trên thế giới. Và tổng dân số của Palestine là vào khoảng 5,3 triệu người. Trong khi đó, Israel có dân số gần gấp đôi, bao gồm cả người Do Thái. Về kinh tế và quân sự thì lại càng thế chênh lệch hơn. GDP của Israel là một trong những mức cao nhất trong khu vực Trung Đông. GDP của họ vào khoảng 530 tỷ đô la Mỹ, tức là cao hơn cả Việt Nam. Trong khi của Palestine chỉ vào khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. So sánh cũng đã cho thấy chênh lệch quá nhiều rồi. Israel vượt trội hơn Palestine rất nhiều, với thu nhập bình quân đầu người hơn 50.000 đô la Mỹ, còn Palestine chỉ khoảng 3.000 đô la Mỹ. Nhưng đó là tính về mặt con số, còn thực tế thì cuộc sống vất vả hơn nhiều. Israel sở hữu một trong những lực lượng quân sự hiện đại và mạnh nhất trong khu vực, với sự hỗ trợ từ quốc gia đồng minh lân cận, đó là Hoa Kỳ.
Họ có lực lượng không quân và hệ thống phòng thủ rất mạnh, bao gồm hệ thống phòng không vòm sắt trứ danh. Palestine thì không có quân đội chính quy, mà chỉ có lực lượng an ninh nội bộ và các nhóm vũ trang hỗ trợ như là Hamas tại giải Gaza. Palestine phải đối mặt với rất nhiều hạn chế, muôn vàn khó khăn, đặc biệt là ở giải Gaza, một vùng đất rất nhỏ nhưng lúc nào cũng được đề cập trong các chương trình thời sự, nơi chịu sự phong tỏa nghiêm ngặt từ phía Israel và cả Ai Cập, một quốc gia từng đối đầu với Israel nhưng bây giờ đang dần trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Làm gì có công việc để mà làm nên tỷ lệ thất nghiệp cao, điều kiện y tế và giáo dục bị hạn chế bởi vì nó đã bị bao vây. Israel có cơ sở hạ tầng hiện đại, tất cả những gì một quốc gia phát triển đang sở hữu. An sinh xã hội cũng rất là tốt. Người Israel được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế, giáo dục cùng với một mức sống cao mà nhiều quốc gia trên thế giới hằng mơ ước. Rõ ràng, cuộc sống tại Palestine và Israel đã hoàn toàn trái ngược nhau. Người Palestine phải sống trong những điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt từ phía Israel, những chốt kiểm tra, những bức tường ngăn cách. Họ bị phong tỏa đủ mọi mặt, còn người Israel tuy có cuộc sống sung túc hơn nhưng cũng rất lo sợ bom đạn hướng về phía mình. Cuộc sống giữa hai bên là những ranh giới và có một ranh giới hiện hữu, đó là bức tường ngăn cách khổng lồ. Bức tường này dài tới khoảng 700 km và không chỉ là một hàng rào dây kẽm đơn giản. Nó còn có những đoạn tường bê tông và những đoạn này có khi cao từ 8 đến 9 mét. Ngoài ra còn có kết hợp với dây thép gai, tháp canh, hệ thống giám sát rất hiện đại của Israel. Trông nó giống như một bức tường bảo vệ một thành phố, nhưng thực sự thì nó đã chia cắt người Israel với người Palestine. Và điều đáng nói là bức tường này không đi đúng theo đường biên giới đã được quốc tế công nhận trước đây, tạm gọi là đường xanh, mà lại ăn sâu vào lãnh thổ của khu vực bờ Tây. Điều này làm cho rất nhiều người trong khu vực và đặc biệt là người Palestine bị cô lập, trong khi các khu định cư Do Thái nằm phía bên kia tất nhiên được an toàn bởi bức tường, đúng như mục tiêu mà bức tường này được xây dựng. Nó đã được Israel bắt đầu xây dựng vào quãng năm 2002. Ở lúc đó và thật ra đến tận bây giờ nữa thì tình hình cũng rất căng thẳng vì có nhiều cuộc tấn công từ phía Palestine nhắm vào Israel. Để bảo vệ an toàn cho người dân thì Israel quyết định xây bức tường này với mục đích là chặn lại các cuộc tấn công. Từ phía Israel, đây là hàng rào an ninh giúp bảo vệ người dân của họ. Còn từ phía Palestine, đây là một hàng rào giam nhốt những người Palestine. Thực tế, sau khi bức tường được xây, số vụ tấn công với Israel thì cũng đã giảm nhiều. Tuy nhiên, với người Palestine, nó chẳng khác gì một hình thức kiểm soát và chiếm đóng hay là một nhà tù vĩ đại. Nó cắt qua đất đai của họ, khiến nhiều người mất nhà cửa, đất đai thì bị chia cắt. Dọc theo bức tường có rất nhiều chốt kiểm soát. Người Palestine muốn đi từ khu vực này sang khu vực khác phải qua những chốt kiểm soát này. Và tất nhiên, việc kiểm soát thì mất rất nhiều thời gian, có khi phải chờ vài giờ đồng hồ. Thậm chí có những lúc có người gặp những chuyện nguy cấp, gặp những bệnh nặng thì việc qua bức tường này có khi còn nguy hiểm đến tính mạng bởi thời gian đợi chờ là quá lâu. Đây không chỉ là một biểu tượng của sự chia cắt mà là một ranh giới đang hiện hữu giữa Israel và Palestine. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.